Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Lê Dương Bảo Lâm khoe khung ảnh cùng bố mẹ sau hơn 20 năm, dân mạng liền nhận xét từ nhỏ đã có mũi tên uất hận. Mọi người đều biết Lê Dương Bảo Lâm nổi tiếng là một nam diễn viên hài sở hữu nét duyên rất đặc biệt. Anh cũng có mặt trong hàng loạt sân khấu cũng như vợ diễn nổi tiếng và gây cười vì độ mặn môi ăn từ trong máu. Không chỉ có cho mình sự nghiệp thành công, Lê Dương Bảo Lâm còn có một tòa ám vô cùng viên mãn, khiến bao người phải ghen tị khi đã đủ nếp đủ tệ cách đây ít ngày. Cho đến mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Lê Dương Bảo Lâm đã đăng tải loạt ảnh khoe về sự thay đổi của gia đình mình sau hơn 20 năm. Có thể thấy trong khung ảnh chung, bố mẹ của Lê Dương Bảo Lâm đều rất tươi tắn và vui vẻ. Anh chàng cũng gây chú ý vì nhiều đường nét có phần giống mẹ của mình, lâu ngày mới được chụp ảnh cùng ba mẹ. Lê Dương Bảo Lâm hào hứng, gia đình Lâm còn thiếu thằng em nữa. Lê Dương Bảo Lâm khoe khung ảnh gia đình hạnh phúc, anh sở hữu nhiều nét đẹp từ mẹ mình. Nam danh hài cũng khoe thêm hình ảnh đầy điện trai. Tuy nhiên gây chú ý nhiều nhất là chính là khung ảnh ngày xưa của Lê Dương Bảo Lâm. Có thể thấy từ lúc còn nhỏ, anh chàng đã sở hữu khuôn miệng rộng chuẩn, size XL. Bên cạnh đó, nhiều khán giả cũng nhận xét ông xã Quỳnh Quỳnh có gương mặt cọc và mũi tên ước hận từ xa xưa. Mũi tên ước hận có từ thỏa nhỏ, hồi nhỏ mà đã có khuôn mặt ước hận rồi ha ha, má đẻ ra mặt cọc, từ nhỏ có mũi tên ước hận trong người. Cư dân mạng cũng cười bò với khung ảnh này. Lê Dương Bảo Lâm chuyển sang làm Li Minh Ho, Thái Lan. Cụ thể trên trang cá nhân mới đây, Lê Dương Bảo Lâm đăng tải loạt hình ảnh hóa thân thần thái hóa nam thần thái lan định cao của mình, diện bộ trang phục truyền thống xứ sở chùa vang nam diễn viên sinh năm 1989 khoe vẻ đẹp nam thần thần thái rạng rỡ đồng thời anh cũng gây cười khi diện đồ với dép lê tự nhận là li minh ho nhưng phiên bản thái lan nam diễn viên phối đồ với dép lê khá độc đáo dưới hình ảnh người hâm mộ liên tục dành nhiều lời khen có cánh cho diện mạo điện trai của anh Dương Lâm Đồng Nai. Theo netizen, sau sự cố rất răng tại chương trình thực tế, Dương Lâm chỉ dám cười miễn chi như thế này. Thời gian gần đây, Lê Dương Bảo Lâm gây chú ý khi góp mặt trong một chương trình truyền hình thực tế. Tại đây, anh thường xuyên tạo tiếng cười thông qua những tình huống hài hước. Tuy nhiên, nam diễn viên không ít lần bị dìm nhan sắc thê thảm, bị nhận xét nhan sắc trên sóng truyền hình, khác xa ảnh tự đăng. Nam diễn viên thường bị trường gian trêu chọc khi ghi hình. Cách đây khoảng 3 tháng, Dương Lâm khiến nhiều người không khỏi bất ngờ khi chia sẻ những hình ảnh nam thần của mình nhờ quá trình tập luyện chăm chỉ. Từ đây, danh xưng Lee Min Ho xuất hiện khi fan dành nhiều tình cảm cho nam nghệ sĩ, khiến anh vướng ý kiến trái chiều để xoa dịu dư luận anh giải thích. Hôm trước, Lâm đăng hình lên mạng, có nhiều người bình luận là Lee Min Ho, từ cái đà đó là mình cũng thấy thích và thú vị quá nên từ đó mới gọi mình là Li Minh Đồng Nai. Nhưng một số cộng đồng mạng vào chửi Lâm nói là mình ảo tưởng. Tại các bạn, ai bảo các bạn gieo hy vọng, niềm tin cho Lâm làm gì để tôi bung xỏa như vậy. Nhưng mà được gọi như vậy tôi cũng thích lắm, Dương Lâm chia sẻ. Hình ảnh như xoáy ca của Dương Lâm khiến anh nhận được sự ưu ái của fan. Ngoài diện mạo ngày càng chỉnh chu, Dương Lâm và vợ cũng vừa chào đón con thứ ba chào đời. Bạn nhận xét như thế nào về hình ảnh ngày càng chỉnh chu của nam diễn viên gốc Đồng Nai? Hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé. bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo